Xin chào tất cả các khán giả của Thiên Nào Audio, những người yêu âm thanh. Hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái lựa chọn để có thể chơi được đĩa than với mức giá rất là bình dân. Đó chính là mâm đĩa Tech TN400BT. Chỉ với mức giá bán tại Thiên Nào Audio là khoảng hơn 10 triệu đồng, chúng ta đã có được một cái mâm đĩa trông cũng rất là đẹp, trông rất là sang trọng và có một cái thiết kế rất là đơn giản và cực kỳ dễ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái đặc điểm chính của mâm đĩa này. Thứ nhất là nó được định vị là mâm đĩa than ở phân khúc giá phổ thông, cho nên tất nhiên là nó sẽ không có những cái sự gia công cơ khí hết sức là tinh xảo hay là những cái vật liệu quá là cao cấp như những cái mâm đắt tiền high-end. Nhưng mà thay vào đó, chúng ta sẽ có những cái tính năng cơ bản gọi là đủ tốt để chúng ta dùng. Và thực sự thì theo như mình đã trải nghiệm âm thanh thì nó cũng rất là hay. Một lát nữa mình sẽ bật nhạc để cho tất cả mọi người cùng được trải nghiệm. Chúng ta sẽ có một cái thiết bị theo mình cảm quan ở đây là tương đối chắc chắn. Với cái màu đây là phiên bản này gọi là màu Matte Red, một cái màu dạng màu đỏ đô và được làm bóng mờ, trông cũng rất là đẹp. Cái đây là vật liệu bằng gỗ và chúng ta có được một cái mâm quay đây bằng kim loại. Và chúng ta sẽ có phần cục chặn thì tất nhiên là đơn giản thôi, chỉ là bằng nhựa thôi. Và nếu mà chúng ta muốn nâng cấp chất lượng âm thanh thì hãy nghĩ đến đầu tiên là chúng ta hãy mua một cái cục chặn nặng hơn để giúp cho đĩa được hoạt động ổn định hơn và từ đó âm thanh cũng sẽ được nâng cao hơn. Tức là muốn nâng cấp thay cục chặn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái mà hay nhất mà từ các sản phẩm Tech này là nó đã định hướng để làm sao cho người dùng có thể dễ dàng setup, không hề gặp khó khăn. Thì ở trong những cái tài liệu hướng dẫn đi kèm thì hãng đã có những cái thông số, ví dụ như là cái cục tạ đối trọng này thì sẽ để thông số là bao nhiêu. Ở đây thì kỹ thuật viên đã để sẵn là 1.5 và đây là thông số chuẩn, như vậy là đủ tốt để chúng ta vận hành, tức là không cần phải cái quá trình gọi là cân kim hay là gì phức tạp cả, cứ chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn ở trong cái manual sử dụng rất là dễ để bất cứ ai cũng có thể setup được và nghe chuẩn được luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần điều chỉnh được cái tốc độ quay đĩa, đây là 33, 45 và 78. Chúng ta sẽ có một cái công tắc start và stop, tắt bật. Ngoài ra thì cái phần bộ cartridge này là theo như mình tìm hiểu thì nó có chất lượng tương đối tốt. Với cái cartridge là của Audio Technica, một hãng nổi tiếng về cũng làm các cái linh kiện điện tử. Là nó có mã hiệu là Audio Technica AT95E, là một loại cartridge tương đối tốt và có cái mức giá vừa phải. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đằng sau, là một trong những đặc điểm rất thú vị với cái mâm đĩa than này. Để đơn giản hóa được mọi vấn đề, giúp cho ai cũng có thể thưởng thức được âm thanh từ đĩa than, thì đây là một cái mâm mà nó có luôn cái bộ preamp phono ở bên trong. Như vậy là quý vị các bạn không cần phải có một cái bộ phono bóc rời, chúng ta có thể sử dụng một cách hết sức là tiện lợi với bất cứ âm ly nào. Không cần âm ly phải có bo mạch phono bên trong, cũng không cần phải phono bóc. Tất cả cái phần phono đã được tích hợp ở bên trong cái mâm đĩa than này rồi. Và nó được tích hợp một cái phần gọi là equalizer, tức là phono equalizer. Nó gồm có những cái bộ lọc siêu âm để nó có thể đảm bảo được cái âm thanh gọi là tối ưu với ngay kể cả với những cái đĩa than mà có cái tuổi đời lâu. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái âm thanh là trong trẻo hơn và hạn chế được những cái tiếng ù xì từ những cái đĩa than quá cũ, tức là nó cũng có chỉnh cho chúng ta. Tiếp theo đó là phải nói đến là chắc là quý vị các bạn thấy rất lạ khi nó có cái cổng USB ở đây. Vậy cái cổng USB ở đây để làm gì? Tại sao lại có cái cổng USB ở trong một cái mâm đĩa than như thế này? Thì thứ nhất đây là kỷ nguyên kỹ thuật số. Cái đường USB này chúng ta sẽ kết nối với máy tính và tiến hành cài driver. Và lúc này thì chúng ta có thể rip nhạc từ đĩa than thành file nhạc kỹ thuật số chuẩn lossless ở mức là 16 bit 48 kHz. Như vậy chúng ta rất là hay, chúng ta có thể lưu giữ những cái bản nhạc chất lượng cao quen thuộc ở trên đĩa than trở thành file nhạc kỹ thuật số trên máy tính, và từ đó chúng ta lại có thể ghi ngược ra đĩa CD để có thể lưu giữ và trải nghiệm sau này. Rất là hay khi chúng ta ví dụ chúng ta mượn được bạn bè những cái đĩa
than hay nhưng mà chúng ta lại chưa thể sở hữu được ngay, chưa thể tìm được một cái phiên bản nào khác để mà sở hữu, thì chúng ta sẽ rip nó vào đĩa thành là file nhạc số qua cái đường USB này. Và ngoài ra còn một tính năng nữa rất hay, để chúng ta sẽ quay lại mặt trước và sẽ nói đến cái tính năng đó. Ở tên mã sản phẩm là TN400BT thì cái chữ BT ở đây có nghĩa là Bluetooth. Tức là sản phẩm này nó có khả năng phát Bluetooth không dây tới loa Bluetooth, tức là chúng ta có thể kết nối cái mâm đĩa than này với một cái bộ loa Bluetooth không dây, và như vậy là chúng ta có thể chơi nhạc thẳng đến loa Bluetooth mà không cần phải nối qua một chiếc âm ly rời bên ngoài. Đây là một tính năng rất là hay, rất là hiện đại. Như vậy đây là một cái đầu đĩa than có mức giá, phải nói là mức giá rất là bình dân phổ thông thôi, nếu không muốn nói là nó khá rẻ, chỉ với hơn 10 triệu đồng, với rất nhiều cái tính năng hay và rất tiện lợi sử dụng, và nó trông cũng khá đẹp. Và chúng ta có được cái phần nắp bằng mica, nó làm cho sản phẩm trở nên sang trọng hơn và hoàn toàn tránh được cái việc mà chúng ta bị bụi rơi vào đĩa trong quá trình khi nghe và kể cả khi chúng ta cần bảo quản đóng lại như thế này. Bây giờ mình có một cái kết nối với một bộ dàn xinh xắn ở đây, chúng ta sẽ trải nghiệm nghe thử. Thứ nhất là cái thao tác như sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành ấn nút start. Hầu hết các cái đĩa than đều được thiết kế ở mức 33/1/2, thì chúng ta sẽ để là 33/1/2 vòng 1 phút và bật sang nút start để mâm đĩa than bắt đầu quay. Và ở đây là một cái phần khóa, chúng ta mở ra. Và một đĩa than như thế này thì thường sẽ có khoảng từ 4 đến 5 bài nhạc. Ví dụ mình muốn nghe bài 1 thì mình để phía ngoài, mà muốn nghe bài 4 chẳng hạn thì mình để ở cái phía trong. Đấy, và bây giờ mình sẽ gạt cái tay cần này xuống. Từ từ chạy ngay. Thì nhìn cái cách mà một cái sự vận hành về mặt cơ học như thế này cũng làm cho chúng ta có thêm cái cảm hứng để nghe nhạc. Và việc ngắm nhìn cái cách mà cái đĩa than nó quay như thế này, nó làm cho chúng ta cảm dường như là bài nhạc trở nên hay hơn. Với những cái bản đĩa thu đời mới, đĩa sản xuất đời mới, thì cái hiện tượng mà loẹt xoẹt hay là những cái tiếng xì, những cái tiếng loẹt xoẹt nổ tí tách rất là ít, rất là hạn chế, và âm thanh trở nên rất là trong trẻo và cũng dày dặn, mà vẫn có được một cái độ mộc mạc đặc trưng của mâm đĩa than analog. Mặc dù đây chỉ là một cái mâm đĩa than với một cái mức giá tương đối rẻ, chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng. Và để kết thúc cái quá trình nghe nhạc thì thao tác đầu tiên chúng ta cần làm là nâng cần lên. Đó, sau đó chúng ta sẽ cầm vào đây, đặt lại vào rãnh. Đó, và chúng ta sẽ ở đây sẽ có cái phần khóa, chúng ta khóa lại để khóa này rất quan trọng, khi chúng ta di chuyển thì chắc chắn phải khóa lại để không làm cái tay cần này bị xê dịch. Và chúng ta sẽ stop và nhấc cục chặn và thay đĩa nhạc khác. Cái thao tác này nó đem lại một cái cảm giác hoàn toàn khác so với việc play nhạc từ đĩa CD. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là so sánh âm thanh với một đầu đĩa CD cùng tiền thì sao? Thực sự đây là cái ý kiến riêng của Hải Sơn. Khi mà mình được nghe những cái mâm đĩa than của Tech ở tầm giá này, thực sự mình cũng đã nghe từ những cái sản phẩm thấp tiền hơn cho đến sản phẩm cao tiền hơn, tức là sản phẩm Tech trong tầm giá từ khoảng tầm vài triệu đồng cho tới khoảng 20 triệu đồng về mâm đĩa than. Thì thực sự nếu so sánh với đầu đĩa CD, mình vẫn đánh giá cao hơn một chút âm thanh của đĩa than, âm thanh của một cái mâm đĩa than, một cái đĩa than chất lượng tốt, và so sánh với một cái đầu CD cũng tầm từng đó tiền và một cái đĩa CD bản quyền.
thì mình vẫn cộng thêm điểm cho mâm điện than. Mình thấy âm thanh nó vẫn có một cái gì đó nó dày dặn hơn và nghe nó có vẻ tình cảm hơn. Đấy là ý kiến cá nhân của mình. Còn quý vị các bạn thì sao? Chúng ta có những trải nghiệm như thế nào với mâm điện than? Hãy chia sẻ ở bên dưới. Và hãy đến Thiên Hào Radio số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội để có thể thưởng thức mâm điện than này và rước nó về nhà nếu quý vị yêu thích. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Radio để luôn được đón xem những clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.